Ông Nguyễn Quang Tuấn xin lỗi hai bệnh viện, mong đồng nghiệp coi vụ án là bài học đau xót. Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn gửi lời xin lỗi đến hai bệnh viện mình từng làm giám đốc. Xin giảm án cho các thuộc cấp của mình và mong các bác sĩ đồng nghiệp coi vụ án là bài học đau xót để tránh sai sót. Sau 2 ngày xét xử và tranh tụng, chiều muộn 18 tháng 4, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 người khác được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Trong hơn 30 phút nói lời sau cùng, bác sĩ Tuấn dành phần lớn thời gian để trình bày về cuộc đời y nghiệp gắn liền với những công trình nghiên cứu. Quá trình phát triển Bệnh viện Tim Hà Nội và từng mổ tim giúp hàng nghìn trẻ em được trở về cuộc sống bình thường với trái tim khỏe mạnh hơn. Trước đó, trong phần tự bào chữa, ông Nguyễn Quang Tuấn chỉ nói ngắn gọn một câu đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư và để dành phần trình bày khi nói lời sau cùng. Cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội đứng trước bục khai báo, hai tay buông thẳng, mặt nhìn thẳng về phía hội đồng xét xử trình bày khá dõng dạc, dứt khoát. Đôi lúc ông Nguyễn Quang Tuấn ngập ngừng, giọng có phần nghèn nghẹn khi xin giảm nhẹ hình phạt cho các thuộc cấp và xin giảm nhẹ hình phạt cho chính mình. Với khát khao sớm được trở về với xã hội để tiếp tục niềm đam mê cả cuộc đời là đóng góp cho công tác khám chữa bệnh. Ông Nguyễn Quang Tuấn xin lỗi hai bệnh viện mình từng làm giám đốc. Mở đầu phần trình bày, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn gửi lời xin lỗi đến hai bệnh viện mình từng làm giám đốc, gửi lời xin lỗi các cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Vì hành vi của mình đã làm tổn thương, làm ảnh hưởng đến uy tín của hai bệnh viện. Ông Tuấn mong muốn các bác sĩ đồng nghiệp sẽ coi vụ án này, nhìn nhận hành vi của ông như là bài học đau xót để tránh mắc phải sai sót trong quá trình làm nghề y. Ông cũng mong muốn cán bộ của hai bệnh viện nơi ông từng làm giám đốc vượt qua khó khăn để làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc tốt hơn nữa cho bệnh nhân. Ông Nguyễn Quang Tuấn xin hội đồng xét xử giảm án cho các bị cáo từng là lãnh đạo, cán bộ của bệnh viện, từng là nhân viên dưới quyền của ông. Theo cựu giám đốc bệnh viện, những người này mắc sai lầm do sự lãnh đạo của mình và họ đã thành khẩn nhận ra lỗi lầm, khắc phục hậu quả trong khả năng tối đa. Có một số người tuổi cao, sức khỏe yếu rất cần được có cơ hội trở về với gia đình. Ông Tuấn nói không ngụy biện cho sai phạm, chỉ mong được sớm trở về tiếp tục mổ tim cứu người. Nhớ lại quá khứ khi bắt đầu với nghề y, cựu giám đốc bệnh viện cho hay bây giờ phải đứng trước tòa là hết sức đau xót. Ông Nguyễn Quang Tuấn cho biết mình xuất thân học sinh, thi vào trường y điểm rất cao, đủ đi học nước ngoài nhưng do hoàn cảnh lại đi bộ đội ở biên giới. Sau đó, ông Tuấn trở thành đối tượng được đào tạo nhân lực trọng yếu ngành y tế thời đó và được cử đi Pháp, Hoa Kỳ, đào tạo, đón nhận kỹ thuật mới. Ông Tuấn cho hay năm 2012 được làm giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, khi đó là bệnh viện thuộc Sở Y tế, chỉ làm phẫu thuật tim. Ông khẳng định đã cùng đồng nghiệp xây dựng phát triển bệnh viện, biến nơi đây thành bệnh viện tim mạch hàng đầu Việt Nam với tương đối đầy đủ các khoa tim mạch. Trong quá trình làm giám đốc bệnh viện, tôi cùng các đồng nghiệp mỗi năm mổ miễn phí 400 trẻ em tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 8 năm làm giám đốc, tôi đã góp sức giúp hơn 3.000 cháu bị bệnh tim được trở về cuộc sống với trái tim khỏe mạnh hơn. Giúp rất nhiều người dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí. Tôi và các đồng nghiệp cũng tâm huyết làm thay đổi dịch vụ tại bệnh viện, không chỉ chất lượng mà hình ảnh thanh lịch. Là một trong các bệnh viện không phong bì, y bác sĩ luôn nở nụ cười và bệnh viện tim được công nhận là số ít bệnh viện nụ cười ở Việt Nam. Ông Nguyễn Quang Tuấn kể lại những đóng góp của mình trong quãng đời làm nghề y. Cuối phần trình bày, ông Nguyễn Quang Tuấn hơi cúi đầu, ngập ngừng một lúc rồi nói tôi không có bất cứ ngụy biện nào cho hành động của mình. Ông chỉ mong được tòa xem xét, đánh giá nhân văn hơn nữa để ông có cơ hội trở về tiếp tục đóng góp cho công tác khám chữa bệnh, nhất là tim mạch, đóng góp cho nghiên cứu khoa học. Các bị cáo là cựu cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội khi trình bày lời nói sau cùng cũng nhắc nhiều đến sự đóng góp của ông Tuấn với sự phát triển của đơn vị. Cựu phó phòng vật tư Nghiêm Tuấn Linh cho biết bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn thổi hồn vào các cán bộ y tế, truyền tinh thần làm việc hăng say hết mình, tận hiến vì bệnh nhân. Cựu phó giám đốc Bệnh viện Hoàng Thị Ngọc Hưởng nói đã rất ăn năn, hối hận khi mà sắp về hưu thì bị bắt trong vụ án này. Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, tòa thông báo nghị án kéo dài và sẽ tuyên án lúc 14 giờ ngày 21 tháng 4. Dùng người nhìn từ câu chuyện các ông Nguyễn Quang Tuấn, Trần Việt Thái. Những người giỏi chuyên môn như các ông Nguyễn Quang Tuấn, Trần Việt Thái đều dính vào vòng lao lý khi họ làm quản lý. Điều này là rất đáng suy nghĩ khi đang thu hút người tài vào khu vực công. Ngày 17 tháng 4, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn ra tòa trong bộ quần áo thường thấy của các phạm nhân, chân đi dép tổ ong, tay bị còng. Ông Tuấn và các cán bộ thuộc quyền bị truy tố về những việc ông làm lúc là giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.
ông bị bắt tạm giam và điều tra khi đang là giám đốc bệnh viện Bạch Mai. Khi ông Tuấn được điều chuyển về làm giám đốc bệnh viện Bạch Mai, những cải cách của ông về quản trị bệnh viện đã mang lại nhiều xáo trộn. Tuy có tốt hơn cho bệnh nhân nhưng cũng động chạm đến quyền lợi của nhiều người. Sau khi ông Tuấn bị bắt, việc quản trị bệnh viện lại quay lại như cũ. Và tháng 9 năm ngoái, bệnh viện này thuộc loại đi đầu trong việc xin được dừng tự chủ. Ông Tuấn là giáo sư, tiến sĩ y khoa. Ông được biết đến nhiều với vai trò bác sĩ hàng đầu về tim mạch. Nhiều người bị bệnh tim đã được cứu sống nhờ tài năng của ông. Với năng lực chuyên môn và vị trí của mình, ông Tuấn hẳn sẽ có những đóng góp tốt nhất ở vị trí của một chuyên gia hàng đầu về bệnh tim mạch, chữa bệnh và đào tạo các thế hệ bác sĩ tiếp theo. Nhưng từ năm 2012, khi ông trở thành người quản lý, chắc chắn thời gian ông dành cho công việc của một bác sĩ, một người giảng dạy cho các thế hệ sinh viên, bác sĩ trẻ không còn nhiều. Không có gì nhiều để nói về những lỗi ông Tuấn đã phạm phải khi quản lý Bệnh viện Tim Hà Nội để đến mức bị truy tố hình sự. Nhưng chắc chắn, việc một bác sĩ như ông buộc phải học hỏi, làm công việc quản lý, vốn đòi hỏi những chuyên môn sâu về quản trị là một sự lãng phí về chuyên môn. Không chỉ vậy, nó đã gây rủi ro cho cả việc quản trị lẫn chuyên môn. Bệnh viện Tim Hà Nội và sau đó Bệnh viện Bạch Mai là những thực thể lớn và phức tạp. Việc quản trị một thực thể lớn như vậy đòi hỏi nhiều kỹ năng và chuyên môn sâu khác nhau. Chẳng hạn, việc đấu thầu và mua sắm trang thiết bị và vật tư sẽ buộc người quản trị phải có những kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực đó. Rất tiếc, ông Tuấn sẽ chắc chắn không có đủ thời gian và có thể cũng không có đủ khả năng để quản trị công việc đó. Lời khai và sự ăn năn của ông trước tòa cho thấy rõ điều đó. Ông Trần Việt Thái là phó giáo sư, tiến sĩ về chính trị học, ngành quan hệ quốc tế, từng là phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Ông Thái được giới học giả và báo chí không chỉ ở Việt Nam biết đến với công việc của một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, đặc biệt về Campuchia và cục diện chính trị châu Á, Thái Bình Dương. Không có nhiều người chuyên tâm làm công việc nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại như ông Thái. Có thể khẳng định công việc đó cũng thú vị và cần thiết, có ích cho đất nước, đặc biệt trong bối cảnh chính trị đầy biến động như hiện nay. Vài tháng trước, ông Thái và một số cộng sự của ông bị bắt tạm giam trong vụ án chuyến bay giải cứu. Ông Thái bị bắt do những vi phạm khi là đại sứ tại Malaysia. Rủi ro lớn. Chẳng có gì nhiều để nói về những vi phạm mà ông Thái và đồng sự ở Sứ quán Việt Nam tại Malaysia phạm phải nhưng sự mất mát rõ ràng là nhìn thấy được. Chúng ta sẽ bớt đi một nhà nghiên cứu chính trị quốc tế và chắc sẽ không nhanh để lại có một nhà nghiên cứu khác như vậy. Trường hợp của ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Trần Việt Thái chắc chắn nên được cân nhắc và nghiên cứu khi xây dựng chính sách nhân lực cho khu vực công. Sử dụng đúng, có chính sách đãi ngộ phù hợp để những trường hợp như ông Tuấn, ông Thái và nhiều người khác nữa chuyên tâm vào chuyên môn. Có không ít nhà chuyên môn đang phải đảm nhiệm những công việc quản lý như ông Tuấn và ông Thái và phải khẳng định đã có những người làm tốt việc quản lý. Tuy vậy, rủi ro với chính họ không hề nhỏ. Nó không chỉ từ việc tuân thủ các quy định pháp luật ngày một chặt chẽ, những thủ tục ngày một phức tạp hơn mà còn là rủi ro từ những cám dỗ vật chất đến một cách tự nhiên khi họ ngồi vào chỗ của những người làm công việc quản lý. Quản trị bệnh viện, quản trị trường học, đấu thầu mua sắm là những công việc đòi hỏi những chuyên môn và nên được dành cho những người được đào tạo, có kiến thức về những lĩnh vực này. Cùng với đó, những nhà chuyên môn sẽ phải có được chính sách đãi ngộ tốt, môi trường lành mạnh để làm việc hiệu quả. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường trích câu của người xưa dụng nhân như dụng mộc để nói về việc phân công, sử dụng cán bộ. Người đời ai cũng có chỗ hay chỗ dở. Ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở. Dùng người cũng như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, thẳng cong đều tùy chỗ mà dùng được. Tài to ta dùng làm việc to, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ. Ai có năng lực về việc gì, ta đặt ngay vào việc ấy. Những người như ông Tuấn, ông Thái thuộc diện những người tài mà chúng ta đang mong muốn thu hút vào khu vực công. Những người tài trẻ tuổi đang nằm trong diện được thu hút chắc chắn sẽ nhìn vào những trường hợp này để lựa chọn con đường của mình.